Ngày 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1999, ngụ quận Tân Bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, sự việc được camera an ninh ghi lại vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9. Chị V, ngụ quận 7 cùng bé trai từ một tiệm tóc trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11 quận Phú Nhuận đi bộ sang đường thì bị hai thanh niên đi xe tay ga không biển kiểm soát áp sát từ phía sau để giật ví tiền cùng điện thoại di động đang cầm trên tay. Nhận được tin báo, phòng BC02 cùng công an quận Phú Nhuận đã vào cuộc điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Huy là một trong hai đối tượng gây án và bắt giữ Huy. Bước đầu, Huy khai nhận cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 24 tháng 8 đến 2 tháng 9, Huy và đồng bọn đã gây ra 4 vụ cướp giật, chiếm đoạt nhiều điện thoại di động, túi xách, ví tiền của người dân và du khách.